toán tính giá trị của biểu thức. Bài thứ nhất, 40 cộng 4 nhân 10 chia 2 nhân với 4. Đối với biểu thức này là có phép cộng, phép nhân, phép chia và có dấu ngoặc. Thì để thực hiện thứ tự thực hiện phép tính là chúng ta sẽ tính các phép tính có trong dấu ngoặc trước. Chúng ta sẽ thực hiện bằng 40, chúng ta ghi lại, cộng 4 nhân. Ở trong dấu ngoặc này là có hai phép tính nhân và chia. Như vậy, một biểu thức có phép nhân và phép chia thì chúng ta thực hiện thứ tự từ trái sang phải. Như vậy chúng ta sẽ lấy 10 chia 2 trước. 10 chia 2 là sẽ được 5. Bạn Nam viết 5. Và nhân 4. Rồi, tiếp tục. Chúng ta cũng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước. 40 chúng ta ghi lại. Cộng 4 nhân. 4 nhân đảm bằng 20. Rồi, chúng ta có biểu thức là gồm có một phép cộng và phép nhân. Thì đối với biểu thức có phép cộng và phép nhân thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau. Như vậy sẽ bằng là 40 cộng cho 4 nhân cho 20. 4 nhân 20 sẽ bằng 80. Và kết quả của phép cộng 40 cộng 80 là bằng 120. Đây là kết quả. Bài thứ 2. 9 nhân 16 nhân 9 chia 2 cộng 72. Trong biểu thức này có phép nhân, phép chia, phép cộng và có dấu ngoặc. Thì theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức, chúng ta sẽ tính các cái phép tính có trong dấu ngoặc trước. Như vậy sẽ bằng 9 nhân. Trong dấu ngoặc này có hai phép tính nhân và chia. Thì đối với biểu thức có chứa phép nhân và phép chia thì chúng ta sẽ thực hiện thứ tự từ trái sang phải. Như vậy chúng ta thực hiện phép nhân trước, rồi được bao nhiêu chúng ta chia. 16 nhân 9 chúng ta đặt ngoài nhé. 16 nhân 9. 9 nhân 6 54, viết 4 nhờ 5. 919 với 5 là 14. Như vậy phép nhân 16 nhân 9 là được 144. Chia 2 cộng 72. Ghi lại. Như vậy trong cái biểu thức này thì chúng ta tiếp tục thực hiện phép tính ở trong dấu ngoặc trước. 9 chúng ta ghi lại nhanh. 144 chia 2. Chúng ta lấy 144 chia 2. 14 chia 2 được 7. 7 nhân 2 14 là hết. Hạ 4 xuống, 4 chia 2 được 2. Như vậy 144 chia 2 bằng 72. Chúng ta ghi 72. Rồi cộng 72. Rồi, chúng ta sẽ trong biểu thức này có phép nhân và phép cộng thì chúng ta sẽ thực hiện thứ tự là phép nhân trước, rồi được bao nhiêu chúng ta cộng cho 72. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây nè, có 72 chung nè. Như vậy 9 nhân 12 nè. Cộng 72 này thì chúng ta có thể phân tích bằng 72 nhân 1 nè. 72 nhân 1 cũng bằng 72 nè. Rồi chúng ta sẽ rút 72 ra ngoài nè. 72. Rồi nhân cho 9 cộng 1. Đó. Một số nhân với một tổng thì bằng số đó nhân với từng số hạng của tổng. Như vậy chúng ta dùng cái quy tắc này để chuyển cái 9 nhân 72 cộng 72 thì sẽ bằng 72 nhân 9 cộng 1. Như vậy ở đây chúng ta thực hiện là sẽ bằng 72 nè nhân 9 cộng 1 là bằng 10. 72 nhân 10 là bằng 720. Rồi, đây là kết quả của bài toán tính giá trị của biểu thức.